Alo, alo. Vâng, mà các bạn bị nó hơi dây, nó hơi bị sát cho nên là các bạn ngồi lui ra một chút nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Còn Phương xung quanh mọi người chờ. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn nào. Chúc mừng Quang Linh đã đến gian hàng vô tinh thực phẩm Bình Tây và để thưởng thức tiết mục của kỷ lục gia thế giới nghệ sĩ Mai Đình Tới. Mai Đình Tới mới giành được 6 kỷ lục Guinness, trong đó có 3 kỷ lục Việt Nam, 2 kỷ lục châu Á và 1 kỷ lục thế giới. Hôm nay rất vinh dự để phục vụ và biểu diễn em Linh và các bạn cùng đoàn đi. Xin chân thành cảm ơn và cho Mai Đình Tới, cho Quang Linh một tràng pháo tay và đoàn đi. Và để chúc mừng đoàn đi thành công thì Mai Đình Tới sẽ gửi đến quý vị các bạn nhạc phẩm Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tặng cho nhau một tràng pháo tay nào. Đây, anh này là con người lắm.
Anh Linh đây, đây. Anh Linh đây vào, Linh đây vào. Đây, Linh đây, đây, Linh. Nhưng mặt nó quét hết. Mình... hôm nay là em mới lên cầu được trên đó. Giờ đứng vào được ạ? Nếu mà mình đánh giá cho cái giá cả mọi người nó không có là hạn chế của mình này.
chầm chưa chắc thơm mới gọi là chầm đâu, chưa chắc thơm gọi là chầm, nhiều khi anh chị chút hai lên chầm nó cũng thơm, nó cũng thơm nha, nó cũng thơm, thậm chí nó thơm cái suốt đời luôn, nhưng chưa chắc có hạn. Có dịp có duyên thì nó bình tân mà năm nay không cho họ xả đây cả, và mà cảm ơn anh nhé, anh là bên lòng nào nha? Em là ca sĩ. À cái gì? Cho xin cảm ơn được không? Có vui lòng cái gì cảm ơn được không ạ? Tí nữa các bạn gửi cho anh ạ. Đi chị đi. 5 kiểu là không an toàn rồi. Rồi không hợp với máy. 100 triệu mới hợp với máy. Cầm với 100 triệu mà có hết xuống. 100 triệu đẹp nó mới đẹp. Hai mỏng nó sạc kìa nó mới cười. Nghệ An à? Cứ đưa là lấy đó. Mình lên bên nó có dạ. Cho là lấy à? Dạ. Mình lên kéo qua mùa. Đâu rồi đây? Đây. Dạ có chứ. Anh gì? Đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.